AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay sẽ bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhà vai thẻ tướng có đồ họa 3D rất là đẹp, có tên gọi là Wilderness Fantasy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Con game này thì hiện tại nó mới có trên Android thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Đây, con game này thì nếu bạn nào mà không có máy Android anh em có thể cài giả lập vào chơi trên máy tính cũng rất là ok. Đây, chúng ta xem phải mất 30 giây để load tài nguyên game ở trong lần đầu tiên. Đây, chỉ lần đầu tiên thì nó sẽ mất thời gian một tí nhá. Mình cũng rất là tò mò về con Wilderness Fantasy này bởi vì là nó có một cái đồ họa 3D rất là đẹp. Còn cách chơi thì mình nghĩ là các bạn sẽ dễ nắm bắt thôi. Vẽ rất là đẹp này. Liên tưởng mấy cái bộ phim hoạt hình của Pixel ấy nhỉ, kiểu đấy. Đây, chúng ta sẽ vào game này. Nào, để xem con game này chơi nhau. Đây, chúng ta có lớp nhân vật. Ở đây thì do mình đang chơi giả lập nên nó chưa để lên cái đồ họa cao nhất nhá. Tí nữa thì mình sẽ chỉnh lại cái phần đồ họa này sau. Nhưng mà các bạn thấy là đồ họa đấy, nó ra sử dụng những hình ảnh in game để cắt cảnh đồ họa luôn. Đây là phần cốt truyện ban đầu. Đại loại chúng ta sẽ đánh boss đúng không? Rồi, nó sẽ vào chiến đấu. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại đồ họa nhá. Đồ họa nó đang để mặc định hơi xấu một tí. Game này thì là một cái game nhập vai thẻ tướng, đánh theo lượt. Trong mỗi lượt đánh thì các bạn thể sử dụng kỹ năng của nhân vật. Mỗi nhân vật thì 3 kỹ năng để tấn công và kẻ địch. Đấy, và mình thấy là nó cũng chia hệ ra, chắc là các hệ này cũng sẽ có sự khắc chế lẫn nhau. Chưa được nét cho lắm nhá. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại đồ họa nhá. Đây, chọn kỹ năng này. Đấy, các bạn sẽ, nếu mà sau này thì các bạn sẽ phải nắm được là mỗi nhân vật nó sẽ có những cái kỹ năng nó có đặc điểm gì để sử dụng trong lượt đánh của mọi người ấy. Tất nhiên là sau thì cũng có auto chiến đấu thôi, nhưng mà ít ra các bạn cũng phải nắm được một chút. Ồ, đánh con boss này. Ui, boss nhìn rất là khủng luôn ấy. Bỏ qua phần này đi. Boss nhìn khủng chưa? Tạm thời bỏ qua cái phần này nhá. Chúng ta sẽ tập trung vào game luôn, bỏ qua cốt truyện đi. Game này thì hiện tại có tiếng Anh thôi. Nhưng mà thật ra dạng game này thì tiếng Anh chơi vẫn được rồi. Đây, mình sẽ để lên đồ họa cao nhất đi. Đó. Đây, các bạn thấy không? Nét hơn rất là nhiều, đẹp, dã man luôn. Đồ họa game này đồ họa 3D. Thì bản đồ làm dạng bản đồ mở nhá. Đấy, trong vào chúng ta sẽ đi dần dần đi khám phá cốt truyện. Còn trong lúc chiến đấu thì nó sẽ chuyển cảnh vào trong dạng là đánh theo lượt. Đấy. Đây, chỉnh lên đồ họa nó nét hơn hẳn luôn. Mà đây mình có chơi bằng giả lập nha. Đây, sử dụng kỹ năng. Đây là energy này. Có những kỹ năng thì sẽ cần energy, tức cần năng lượng để có thể thi triển được. Có những kỹ năng thường thì nó sẽ không cần. Thì các bạn để ý là có một cái thanh energy 2, 4, 6, 8 vạch như này này. Thì tùy vào kỹ năng thì nó sẽ tốn năng lượng khác nhau. Ví dụ kỹ năng nhân vật này của mình là để sử dụng kỹ năng tốn energy là mất 3 energy. Đấy, 3 năng lượng. Khởi đầu thì sẽ có một nhân vật này thôi, sau này các bạn để chiêu mộ và xây dựng đội hình. Đây, game làm bản đồ mở đấy nha. Di chuyển, nói chuyện NPC, làm nhiệm vụ, chiến đấu. Khá là hay. Game làm kiểu đồ họa hoạt hình ấy, 3D rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ vào chiến đấu tiếp nha. Đấy. À, có thêm tướng mới và đội hình nè. Đây là phần đầu game thôi, cứ chơi theo hướng dẫn của game thôi anh em. Sử dụng kỹ năng, chọn mục tiêu. Game này thì các bạn có thể xoay góc nhìn nhá. Vì là game 3D này, các bạn có thể xoay và di chuyển góc nhìn. Đấy. Game 3D mà xoay di chuyển góc nhìn luôn. Tất nhiên là không phải xoay full 360 độ, nhưng mà tầm khoảng 180 độ thôi. Nhưng mà thế là ok hơn rất nhiều game thẻ tướng anh em ơi. Tiếp tục này. Rồi, mình có thêm thành viên mới, Asas. Phẩm pre. Ở đây thì mình vẫn đang tải thêm tài nguyên anh ạ. Game là mình vừa đang chơi vừa thêm tải thêm tài nguyên. Chúng ta có phần Warrior này. Ở trong này thì các bạn có thể nâng cấp cho nhân vật của mình. Chơi như những con game thể tướng khác đó. Nâng level này. Sau này có mặc trang bị rồi tăng sao các kiểu luôn. Đấy. Nhưng là bạn nào mà hay chơi game thể tướng nhiều thì mình nghĩ là các bạn sẽ không khó để làm quen với con game Wilderness Fantasy này đâu. Rất là dễ hiểu thôi. Cố gắng đánh được 3 sao nhé. Và game thì nó cũng có độ khó khác nhau. Đấy, ban đầu là độ khó thông thường thôi. Sau này càng lên cao sẽ càng khó. Rồi, đã vào chiến đấu. Tướng game này mình thấy là nó chia ra các vai trò như kiểu tanker đỡ đòn, rồi DPS, rồi support hỗ trợ. Hiện tại là chưa mở auto anh ạ.
ải 3.1 thì nó mới mở auto. Đây, tanker này. Đỡ đòn cho cả đội. Đấy, tăng giáp. À, đỡ đòn cho cả đội luôn. À, đấy, vai trò của tanker đấy anh em, đỡ đòn cho cả đội luôn. Gây sát thương mình sẽ chọn mục tiêu này. À, đánh lan cả 3 mục tiêu luôn, khá là ngon. Toán những chiêu đánh ngang, đánh lan rất là mạnh. Rồi đã level 4 rồi. Và có thêm một Nelu là một nhân vật mới. Gia nhập đội hình của mình. Mình không biết tối đa là bao nhiêu nhân vật ra. Đây, cố gắng được 3 sao nhận thưởng nhá. Và tiếp tục chiến đấu này. Đấy, dạng game đi ải thôi. Game thẻ tướng. Ở đây mở nút tăng tốc X2 này cho nhanh này. Sử dụng kỹ năng tiếp. Đây, bật siêu lên để đỡ đòn cho cả đội. Đấy, nhớ bật siêu lên nhá. Nó đánh ai thì mình sẽ đỡ đòn cho tường đó. Chọn mục tiêu này. 1 bổ, 2 bổ. Phần đồ họa game này ok vết. Mình thấy là cái con Wilderness Fantasy này đồ họa 3D làm rất là đẹp nhá. Animation nhân vật làm rất là tốt. Tạo hình nhân vật thì rất là chi tiết. Game thì có cái kiểu bối cảnh là kiểu dạng thần thoại phương Tây. Đấy, nhìn nhân vật vẽ rất là đẹp luôn. Mình khá là ấn tượng. Đấy, ban đầu thì mình vẫn chơi theo cái hướng dẫn của game thôi. Ồ, boss này. Boss nhìn ngầu chưa? Đồ họa game này mình cảm thấy là nếu mà chơi trên điện thoại cấu hình cao ấy, nó sẽ đẹp hơn nữa. Ở đây mình chưa giả lập nên nó cũng chưa được gọi là quá đẹp. Ôi, boss này. Đây, cái này là búp à? Ôi, mình chọn đánh thường rồi. Bật siêu lên này. Đấy. Tướng tanker thì các bạn cứ bật cái siêu đỡ đòn cho đồng đội thôi. Ồ, thế mà không chết luôn. Ảo thật đấy. Đây là chương đầu nên là các bạn thấy là nó cũng khá là dễ thôi. Sau nó mới khó hơn anh ạ. Rồi, xong. Nhưng chơi đến đây thì chắc là mọi người cũng hình dung ra được cách chơi của con Wilderness Fantasy rồi. Game cũng khá là hay, bạn nào thích dạng game thể tướng thì thích. Và quan trọng nữa là đồ họa game này đẹp nha. Rồi, chúng ta đã clear xong cái nhiệm vụ ở tòa thành này rồi. Nhận thưởng này. Thêm từng, được tặng thêm từng mới rồi anh em ơi. Đây, chúng ta có phần tutorial này. Đây là phần event. Nhận thưởng cốt truyện. Và tiếp tục bấm vào nhiệm vụ để đi làm nhiệm vụ tiếp tục luôn. Đây mình sẽ chắc là em tướng này tướng hỗ trợ này. Làm quen với tướng hỗ trợ tiếp tục này. Cái mà mình cảm thấy là hơi tiếc là game này nó không có lồng tiếng của nhân vật. Trong lúc nói chuyện này này, có lồng tiếng nhân vật thì hay hơn. Rồi chúng ta sẽ vào chiến đấu nhá. Và sẽ thu thập thêm được một tướng hỗ trợ búp máu, có khả năng búp máu. Nhưng mà mình thấy là tướng game này nó chỉ dàn hàng ngang thôi. Nó không có hàng trước hàng sau gì cả ấy. Không biết sau thế nào nhưng mà đây hiện tại tướng mình chỉ dàn hàng ngang thôi. Hình như là tối đa được có 4 tướng trong một đội hình thì phải. Nếu mà không nhầm. Ôi, mạnh chưa? Đó, các bạn sẽ búp. Búp energy cho đồng đội à? Nói chung là support thì nó sẽ tùy là vai trò đấy. Nó support gì, có dụng là nó búp máu hoặc là búp năng lượng hoặc là búp gì đấy, những cái hiệu ứng hỗ trợ. Đây là phần đầu game, nói chung là game nó sẽ hướng dẫn từ từ cho các bạn từng cái tính năng một ấy. Rồi chúng ta sẽ đi nâng cấp Wario này, chúng ta có thể nâng level cho tướng, đó. Mình nâng lên, hết nguyên liệu rồi. Rồi vậy thôi, đây, tải thêm tài nguyên game này, nhận thưởng này. Đây, bảng nhiệm vụ, các bạn cố gắng là hoàn thành các nhiệm vụ trong game nhé. Và chúng ta sẽ cần 4 Warrior. Rồi, tiếp tục, mình đã có 4 Warrior rồi anh em ơi. Đây, nâng một chút level cho em này.
và tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đây, đây là nhiệm vụ tiếp tục. Chúng ta đến với tòa thành tiếp và tiếp tục vào chiến đấu thôi. Nói chung là con game Wilder Net Fantasy này về cơ bản thì cách chơi nó là dòng game nhập vai thẻ tướng đánh theo lượt thôi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Quan trọng là đồ họa. Đồ họa game là đồ họa 3D mình thấy là rất là ấn tượng nha. Đấy. Còn bạn nào mà thích chơi thể loại này thì anh em có thể tải con game này. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả. Nhắc lại lần nữa là game này thì hiện tại nó mới chỉ có ở trên Android thôi. Bạn nào không có máy Android thì có thể dùng giả lập như mình này. Bật giáp lên. Đấy, đánh nốt phát này nhá. Định lực kẻ địch tấn công. Sử dụng kỹ năng. Sao mà này nó trâu nhỉ? Rồi, thắng rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sáu Bạc nhé. Bạn nào thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.